nó thế, nó qua đường này bên này mẹ. Mẹ có đi được không? Không đi được thì ngồi đây đi. Đây, ngồi đây không đi nữa. Đây. Để con Hân đi lấy. Đây chờ con nha. Mẹ ở đây nha. Không cho đi thì ở nhà sợ đi chơi, trộm đi chơi. Đi bán em phải lấy củi đẹp đi họ mới mua mẹ ạ. Củi không đẹp họ không mua đâu. Mẹ đi xuống trước đây. Mẹ theo theo cái van kia đi xuống dưới kia cho con. Không ở đây nữa, ở đây tính xuống rồi tao dốc quá. Xuống dưới kia đây nhá, chờ con nhá. Đây kia ngồi dưới kia cho con, đừng đi đâu nha mẹ nhá. Đừng về trước nhá. Về trước kia lại mẹ lại trốn đi đâu con không tìm được đâu. Thank you.
xuống dưới trước đi. Đừng ngồi ở đây nữa, xuống dưới kia đi. Chán lắm đấy. Em sao? Ta chán mẹ. Hút quá đi. Mẹ kia ngồi đi, chờ con. Con chém ngắn một tí xong làm cháy cái gì mà. Ơi, ngồi đây chờ con đi đi thôi nhé. Thấy nhiều lắm đó con ạ. Lại mong cứ như vậy. Con bảo mẹ ở nhà thì lại sợ mẹ đi lang thang ra đường. Về đây thì muối nhiều. Đi mẹ đi theo con hay là ở nhà? Mẹ theo con nhé. Mẹ không muốn đi theo đâu. Đi theo con đi, ở nhà đâu, đi theo con đi bán củi. Đi vào trong quán kia bán, con mua kem cho mẹ ăn.
không ăn được, ăn kem đâu. Ăn kem thôi, ăn bánh mì. Ăn bánh mì không? Ăn cái gì? Con đi theo. Con đi. Cho mẹ ở nhà đâu? Ở nhà chứ mẹ toàn trộm đi chơi. Không đi chơi đâu. Nhà thôi. Đi chơi. Con kia, con bảo mẹ ở nhà, mẹ cho con đi chơi kia. Bây giờ mẹ con bảo không được đi. Thì con đi vào toán con lại hỏi. Hỏi con xem. Con đi hỏi cái thằng cháu kia xem có phải là mẹ kia mẹ đi vào đấy thật không? Không được đi á. Mẹ không được đi đâu. Nói thật không ấy? Mẹ nói láo thôi. Mẹ như kiểu mẹ nói dối con ấy phải không? Không được đi. Mẹ. Mua nhiều quá. Biết ơi. Muối nhiều lắm mẹ ơi, chuẩn bị về đi. Đi về đi mẹ. Đi về đi. Cái này sắp đứt rồi mẹ ơi. Có một cái đây. Mẹ ơi đi. Đi trước đi. Buồn ngủ á. Con hỏi mẹ này, hôm nọ mẹ uống rượu hay là uống ở quán nào? Mẹ uống quán nào? Đi qua ngoài đấy. Quán ở ngoài kia á? Cái quán to bên ngoài kia. Không phải mẹ uống ở trong kia à? Không phải. Mấy quán ngoài đấy. Thế là bây giờ mang chủ ra đấy bán hay là giả tiền thế là giả tiền họ luôn nhỉ? Vâng. Ôi, mẹ đi trước đi, mẹ đi trước đi. Đây con gái. Đến quán rồi đấy mẹ. Sắp đến rồi. Cái này 60.000 được rồi, cái này em mua suốt mà. Cái này 60.000 là em lấy
về đun thôi, nhà cũng hết rồi. Để đâu rồi em? Chị Pháp để đây cho em, lên đây em trả tiền. Để đây cho em Pháp để nhé. Để đấy được. Mẹ con vào đây mẹ. Cháu ơi, có rượu không? Rượu hôm nay hết rồi bà. Con ơi, dạ. Mua que kem cho mẹ đấy. Ăn kem mà mẹ. Mẹ ăn kem thì con cho mà mẹ bảo uống rượu mẹ, con không cho mẹ uống rượu đâu. Đây. Bây giờ con em ơi, đây lấy kem cho rượu đấy. Vâng. Ngồi xuống, lên đây con để. Em ơi, lấy cho chị. Vâng. Kem nhé. Mẹ đi, mẹ có biết mở đâu hả? Về đi rửa tay, em có nước không? Có. Đi rửa tay đi mẹ. Đi rửa tay. Rồi bếp. Mẹ ra bàn đi chơi đi. Đi sang bên ngoài. Nhà bán hàng. Nọ mẹ chị ấy. Là chị cũng ở nhà, thế là mẹ sang đây bảo là uống rượu, lấy rượu của nhà em ấy. Ừ, đúng rồi. Em có ghi sổ không? Có, nó ghi ở đây. Một cốc hả? Một cốc, còn một cốc chưa đạt tiền. Thế thì em lại ra cửa chị để chị đặt đi. Cái này ngon lắm đấy. Ngon không mẹ? Ngon. Ăn từ từ thôi mẹ ơi. Lại ngon lắm mà. Ăn từ từ thôi. Tiền kem hết bao nhiêu tiền? Kem 2 hộp 10.000, cả rượu nữa là hết 20.000. Hai rượu 20.000 à? Tiền rượu nha em. Con giải nha mẹ nhá. Vâng. Lần sau mẹ không được đi ăn cám thế đâu. Vâng. Đây còn chủ quán còn tốt đấy, không đuổi mẹ đấy. Sang người ta đuổi mẹ. Rượu lắm. Thế nó là. Ta bảo mẹ cay rồi. Giờ mẹ bảo nhớ rượu. Cháu về lấy một cúc đỡ buồn. Mẹ đi về thôi nhỉ? Mẹ không muốn về đâu. Ta không muốn về. Đi về đi, ăn kem xong về đi. Không về đâu. Về đi mẹ, tối rồi. Không về. Về đi mẹ. Mẹ đi về đi mẹ. Em với chị đi về nhé. Con em nhé. Không muốn về về đó. Đi về đi mẹ. Mẹ đã làm thế rồi. Mẹ ngoan đi chứ. Mở con bảo rồi. Em đi mẹ. Không muốn về mẹ. Đây. Mẹ đi về đi. Con ra đây con kia. Có cái kia nó nhiều nước á. Mẹ làm thế đi. Đi đi mẹ. Thôi đi thế mẹ chị đi đòi uống rượu thì em cùng bán cho mẹ chị nhá. Mẹ chồng chị bây giờ như kiểu đầu óc không bình thường nữa đấy. Có gì em không tạm đâu. Về nhá. Mẹ. Vàng ở nhà ngoan không? Ngoan của mẹ nhỉ? Ngoan lắm. Mẹ lấy ủng ra đi, rửa chân tay cho bàn nấu cơm ăn thôi. Này, về đây.
trên này à? Về đây. Nè nè nè. Mẹ xem nó kìa, nó không chịu về đâu. Nè. Vào vào vào. Vào về đây. Về đây nè, về đây yêu tí nào. Về đây. Đó. Đây kia thôi. Mẹ ơi. À. Mẹ đưa nó đói cơm lắm đấy. Mẹ đói cơm lắm à? Thế chờ con đun lửa cho mẹ xong là con nấu cơm để đây mẹ coi lửa, mẹ con đi lấy cỏ cho cá nhá. Lâu lắm không cho cỏ cho cá ăn rồi. Bây giờ mình nuôi nó xem mai kia xem là tháo ao về xem nó có to tí nào không, ăn đi bán mới đủ tiền để chuộc đất. Bán cá mới xem bù vào, gom gom vào mới đủ. Cơm bỏ đây nhé, rửa nhé. Có thịt ở kia rồi mẹ, hôm qua mình gói bánh vẫn còn thịt kia. Mẹ ơi, mẹ thấy đói thì ăn bánh kia vẫn còn hai cái bánh kìa. Bánh qua mình gói. Bánh không ăn đấy, chán lắm. Mẹ chán bánh á? Thế thì nấu cơm nhá. Ăn một cái là chán. Thế thì con nấu cơm mẹ nhá. Lửa lên to rồi. Con chó chân nó khỏi rồi mẹ. Con nhỏ nó đau chân, nó khỏi chân rồi. Cứ đi ầm ầm à. Vàng ơi vàng. Vàng ơi. Vàng ơi là vàng. Vàng ngoan nhá. Ngoan lắm con chó này. Đây mẹ xem lửa nhá. Thì nếu mà khi nào thấy cơm nó cạn ấy thì mẹ rụt cái củi này ra sang bên này. Sang bên này xong là có thịt kia. Nếu mà mẹ không thấy con về thì mẹ xào tí thịt nhé. Nếu không xào được tí con thì con khác làm. Thịt ở cái bát này nhé mẹ nhá. Mẹ. Mẹ nhà nhá, mẹ đi con lấy cỏ nhá. Lấy cỏ cho cá ăn. Mẹ nhớ đừng đi đâu nhé. Không đi đâu đâu. Nấu cơm nè, ăn đói cơm lắm này. Ăn thôi.
con trai này bỏ chuột tôi đi. Đấy, con trai này bỏ cái lấy thịt ăn hết đi. Trai ấy đi đâu thế về đấy, con trai này. Cầm đó, có lắm cầm rồi ạ. Cầm đó, có cầm. Cầm đó. Không, con trai này, bỏ cho tôi đi. Rồi, cầm đấy, cầm, cầm, cầm. Cầm đó. Thằng con trai đấy, bỏ tao đi. Con trai này bất khỏi đất, nhà tôi là không có nhà ở đây, con trai này lão có chuyện đấy, chuyện là không để con trai đấy ăn hết nha. Đấy lắm đấy, đời lắm đấy, đời lắm đấy, đời lắm, thịt nhé, thịt nhé, hết đi, con trai này, anh bỏ sau đi, đời lắm. Thank you.
Thay đi, bỏ sau đi, đi phải ăn hết thịt gì, ăn hết rồi. Không còn tay là muốn bảo bỏ tao tôi đi. Con trai này này bực lắm đấy, con trai này bực. Tôi ăn cơm đói lắm đấy. Hết thịt đi. Hết đi. Đó. Đây, cơm. Đói lắm cơm này. Đó con. Đói lắm. Đói cơm đó. Cơm đó. Ăn hết rồi, mà nó sự
cầm lại. Ôi, con cầm nó thế. Nó quá đây. Nó quá đi nó. Rồi ăn thịt rồi hết rồi. Cứ cầm nó. Rồi cứ nuôi nó quá đi. Đây, cứ nuôi này, nó quá đi, không ăn á. Đây. Nó quá. Chảo cháy hết không thấy có thịt cơm sao bỏ này mẹ. Mẹ ơi, cô của mẹ làm cái gì đen thui này? Gọi cái gì đấy? Buồn ngủ lắm đấy. Mẹ ăn cơm rồi à? Còn thấy cái nồi cơm tan nát hết thế kia là như nào? Mẹ ơi. Con bảo mẹ ở nhà chờ con về xào thịt ăn cơm mà sao mẹ làm cái chảo cháy hết, không thấy có cái gì ăn đâu. Cơm rồi em, ăn rồi, ăn cơm rồi. Mẹ ăn rồi à? Ừ. Bảo chờ con về ăn cơm xong mẹ lại làm đen hết người, cơm thì mở kia, chảo thì cháy hết là thế nào? Mà con trai đấy tôi.
Mẹ mơ thấy con trai đánh mẹ. Vâng. Thôi mẹ không nói như thế đâu, làm thế mẹ nói thế làm con sợ lắm đấy. Thế mẹ có ăn cơm nữa không? Không ăn, ăn trước rồi. Thế à? Đói lắm ăn trước rồi. Rồi, thế mẹ ngủ nha. Tí dậy về tắm rửa đen hết người làm sao mà nên ngủ. Đen á? Ê, có biết cái tay cỏ mẹ làm sao bỏng tay à? Bỏng tay hết nữa. Mẹ sao bỏng cả tay à? Bỏng tay ra đau lắm đấy. Nó làm bỏng cả tay mẹ bị cơm về đâu? Không cầm nha. Đau lắm. Thế mẹ ngủ nhá, tí dậy về tắm đi. Đèn khui. Khổ thật đấy. Mẹ ăn cơm kiểu gì mà chảo thì cháy cả chảo. Nồi cơm thì mở cả cái vung nồi như thế này.